Việt An xin mến chào các bạn. Hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người một công thức làm bánh bông lan cực kỳ mềm, xốp và cách trang trí bánh để cho nó trở nên bắt mắt hơn ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn ha. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với phần bột màu. Các nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Đây là tinh than tre. Mình sẽ sử dụng nó để tạo màu đen tự nhiên ha các bạn. Các bạn có thể sử dụng màu đen thực phẩm cũng không sao. Mình có ở đây 10g bơ lạc. Mình đã để nó ở nhiệt độ phòng. Rồi mình cho thêm 10g đường bột. Rồi tiếp theo đó là 10g bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng cũng được ha các bạn. Rồi sau đó mình cho thêm 10g lòng trắng trứng và các bạn khuấy đều lên. Tỷ lệ các nguyên liệu là 1:1:1 hết ha các bạn. Và cuối cùng mình sẽ đi tạo màu. Mình cho vào đây một muỗng cà phê bột tinh than tre. Và các bạn trộn lên một lần nữa. Rồi sau đó các bạn cho vào túi bắt kem. Vậy là xong rồi đó các bạn. Tiếp đến là phần hoa văn trang trí. Hôm nay mình sẽ dùng hoa văn cây thông cho dịp Noel ha các bạn. Với họa tiết nhỏ như thế này thì mình sẽ không thể nào vẽ được. Do đó các bạn có thể thay bằng các loại họa tiết khác đơn giản hơn ha. Rồi mình cho lên một lớp giấy nướng bánh. Và mình sẽ thoa sơ lên một lớp dầu mỏng ha các bạn. Các bạn có thể sử dụng thêm dụng cụ bắt kem đuôi số 1 hoặc là đuôi số 2 Wilton. Hôm nay mình sẽ không sử dụng tiếp, mình sẽ sử dụng đầu của túi bắt kem luôn ha các bạn. Các bạn cắt ra một lỗ nhỏ, sau đó mình bóp lại một chút cho tròn. Rồi mình sẽ đồ theo nét vẽ mà mình đã in ra. Với lượng bột này mình sẽ không sử dụng hết cho bánh. Các bạn có thể lấy và mình sẽ tập vẽ khoảng chừng 1 đến 2 lần cho quen tay trước khi các bạn vẽ chính ha. Sau khi làm xong, các bạn có thể sử dụng một cây tăm tre để mình làm cho cái nét vẽ của mình nó liền mạch và nó đẹp hơn ha các bạn. Và tương tự như vậy mình cũng sẽ vẽ cho đến khi hết phần dây nướng bánh luôn. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ làm nóng lò ở 150 độ C và các bạn cho dây nướng bánh vào. Mình sẽ nướng trong khoảng 3 phút cho đến khi nào mặt bánh của mình nó khô lại là được. Rồi sau đó mình đi chuẩn bị các nguyên liệu cho phần bánh bông lan luôn. Mình sẽ cho hỗn hợp sữa đặc và dầu ăn vào trong nước nóng để cho nó ấm lên nha các bạn. Và mình sẽ đi tách trứng gà. Khi tách trứng thì mình thấy dễ nhất là các bạn nên tách bằng tay. Nó sẽ giúp cho mình tách được dễ hơn và lòng đỏ nó sẽ đỡ vỡ hơn ha các bạn. Để cho bánh của mình thật là mềm thì mình lấy ra bớt 2 lòng đỏ. Mình chỉ sử dụng 2 lòng đỏ thôi ha. Bây giờ hỗn hợp sữa đặc của mình nó đã ấm lên khoảng tầm 40 độ ha các bạn. Mình sẽ khuấy đều và mình sẽ trộn cùng với phần lòng đỏ. Và mình cho tiếp vào đây 50g bột mì số 8 hay còn gọi là cake flour ha. Và thêm một muỗng cà phê vanilla. Phần vanilla này chủ yếu có tác dụng là làm cho bay mùi của lòng trắng đó các bạn. Và mình cũng trộn đều lên.
các bạn trộn nhẹ nhàng cho đến khi bột của mình nó vừa đều hết thì mình sẽ ngưng. Mình không trộn quá nhiều ha các bạn. Và mình nhanh chóng đi đánh phần lòng trắng lên. Mình cho vào đây một vài giọt chanh. Và mình sẽ đánh lên với tốc độ trung bình của máy ha. Máy mình có 5 nấc thì mình sẽ sử dụng nấc số 3. Nếu các bạn có máy stem mixer, các bạn có thể sử dụng ở nấc số 6 đến nấc số 8 ha. Khi mà lòng trắng nổi bọt nhiều như bọt bia như thế này thì mình sẽ lần lượt cho 60g đường vào. Sau khi đường tan hết thì các bạn có thể nhấc lên tốc độ cao hơn và mình đánh trong tầm khoảng chừng 1 đến 2 phút. Đến khi lòng trắng của mình nó bong lên như thế này thì mình sẽ hạ về tốc độ trung bình và mình sẽ đánh cho đến khi chóp của mình nó cứng ha các bạn. Sau khoảng 7 phút rưỡi đánh thì phần lòng trắng của mình nó đã được rồi nè các bạn. Các bạn có thể kiểm tra chóp ha. Khi các bạn kéo nhẹ lên thì phần chóp của mình nó nhọn như thế này. Các bạn kéo nhanh một chút thì nó sẽ hơi cong như thế này. Vậy là ok rồi ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem trộn cùng với phần lòng đỏ. Mình cho vào đây khoảng chừng 1/3 lượng lòng trắng và các bạn trộn trước. Các bạn có thể dùng phương pháp fold để mình fold bột như là mình có giới thiệu trong các video trước. Hoặc nếu không thì các bạn chỉ cần trộn một cách nhẹ nhàng thôi là được rồi các bạn. Rồi mình có thể cho thêm lòng trắng và mình trộn thêm một chút nữa. Rồi sau đó mình trộn hết với phần lòng trắng còn lại. Mình sẽ trộn cho phần lòng trắng và lòng đỏ thật là đều nhau. Cuối cùng mình nên trộn lại một lần nữa bằng phới dẹt ha. Hỗn hợp của mình nó đã đều rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem chút ra khuôn. Các bạn có thể dùng một cây cắt bột để mình dàn mặt bánh ra. Với lượng bột này mình sẽ làm ở khuôn 25 x 25cm. Đây là khuôn nhỏ ha các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm bánh lớn hơn, các bạn có thể tăng thêm một lòng trắng nữa. Và mình có thể sử dụng khuôn 28 x 28cm thì mình sẽ có một cái bánh to hơn. Rồi sau đó mình sẽ cho vào lò và mình sẽ nướng. Các bạn nướng ở 165 đến 170 độ C trong khoảng 15 đến 16 phút là bánh của mình sẽ chín. Các bạn để bánh ở giữa lò hoặc là ở trên cao một chút để cho phần đáy bánh của mình không đụng phần nhiệt dưới. Mục đích là làm cho phần đáy bánh của mình nó không bị quá vàng ha các bạn. Sau khi nướng xong thì các bạn đem bánh ra. Bánh của mình lúc này rất là mềm luôn đó các bạn. Các bạn để nguội cho đến khi bánh của mình có thể sờ vào được thì mình sẽ úp ngược lại để mình gỡ giấy nướng bánh ra nha các bạn. Và mình sẽ để cho bánh thật là nguội trước khi mình cuộn với kem. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cho phần kem. Mình dùng ở đây 70g sô-cô-la đen cùng với 20g whipping cream. Và mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng chừng 45 giây. Hoặc là các bạn có thể nấu ở trên một cái nồi nước sôi để cho phần sô-cô-la của mình nó mềm ra ha. Và các bạn trộn đều. Và mình sẽ để đây cho phần sô-cô-la này nó nguội lại. Trong thời gian đó mình sẽ đi rửa một ít dâu. Mình dùng ở đây khoảng chừng 5 trái dâu vừa ha các bạn. Rồi mình đi đánh thêm 180ml whipping cream khác cùng với 15g đường xay. Nếu các bạn sử dụng sô-cô-la đen hoàn toàn không ngọt thì các bạn nên tăng thêm lượng đường xay này lên nha.
Mình đánh cho đến khi whipping cream của mình đạt khoảng chừng 60-70% độ cứng thì mình sẽ cho phần hỗn hợp sô-cô-la đã nguội vào. Và mình đánh cho đến khi hết sô-cô-la và phần kem của mình nó trở nên cứng như thế này. Vậy là xong rồi ha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một tấm giấy nướng bánh khác và mình sẽ đi cuộn bánh lại. Bánh này nó rất là mềm, do đó cái phần rìa các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để cuộn được luôn. Rồi mình cho phần kem tươi lên. Mình sẽ chét cho nó mỏng hai đầu và nó sẽ dày ở giữa ha các bạn. Để mình sẽ cho phần dâu vào. Mình sẽ cắm ngược trái dâu xuống như thế này. Và mình sẽ lần lượt xếp vào cho đến khi hết dâu luôn. Nếu các bạn không thích sô-cô-la, các bạn có thể cho vào đây 70g phần dâu xay cũng được ha. Rồi sau đó mình sẽ cuốn bánh lại. Bây giờ kem của mình nó cũng sắp chảy rồi nè các bạn. Do đó mình sẽ cuốn lại nhanh chóng ha. Với cách cuộn này, các bạn chỉ cần khép hai đầu cho nó khít lại với nhau là được ha các bạn. Các bạn nghiêng qua và mình sẽ kéo hai mép bánh lại với nhau. Rồi sau đó mình sẽ đẩy nó xuống phía đáy. Vậy là được rồi đó các bạn. Mình không nên sửa bánh quá nhiều ha. Mình sẽ đậy kín lại hai đầu và mình sẽ cho vào tủ lạnh để cho phần kem ở giữa nó cứng lại. Rồi các bạn có thể sửa sang bánh một chút sau này ha. Đây là bánh của mình sau khi để qua đêm. Các bạn chà một chút cho phần hoa văn của mình nó được dính chặt hơn vào bánh. Rồi mình nhẹ nhàng lấy bánh ra ha. Các bạn có thể sửa sang lại hình dáng bánh một chút khi mà phần kem của mình nó đã cứng như thế này. Đây là bánh của mình nè các bạn. Bây giờ mình phải cắt thêm ở hai đầu bánh nữa. Các bạn có thể nhìn thấy được sự mềm mại và mịn màng của nó ha. Các bạn nên cắt bằng một con dao bén, hạn chế đẩy dao quá nhiều sẽ làm phần sô-cô-la nó bị lem vào phần bánh trắng ha các bạn. Ở phía ngoài là một lớp bánh mịn màng và rất là mềm mại. Ở bên trong là lớp sô-cô-la đắng đắng và vị dâu, ngọt và chua chua, rất là ngon luôn đó các bạn. Và tất nhiên các bạn có thể thay đổi thêm các vị của bánh cũng như là các loại hoa văn sử dụng. Và mình có thể pha màu cho các hoa văn này luôn để tạo ra nhiều loại bánh khác nhau hơn nữa. Vì em hy vọng với công thức bánh bông lan này, mọi người sẽ có cho mình thêm nhiều ý tưởng để tạo ra những chiếc bánh thật là mềm mại và mịn màng cho cả gia đình nha. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye!